Ok, hôm nay mình sẽ đi câu cá snook ha. Thì bây giờ mình sẽ đi kiếm mồi, mấy cá mồi mà cá đối bây giờ nó bắt đầu nó khô rồi ha. Thì mình sẽ đi chài một số cá đối, xong rồi bắt đầu mình sẽ câu cá snook ngày hôm nay. Bây giờ đã vô mùa cá snook rồi thì người ta đã cho mình lấy đó. Thì bây giờ mình nay mình sẽ đi ha. Rồi. Đó, bây giờ mình sẽ vô cái ram này để mình chài cá mồi ha. Thường cá đối nó nằm ở trong cái ram này. Cái ram này nó gọi là ram lớn, thường người ta hay xuống tàu ở chỗ đây đây. Thì cá mồi nó cũng là một lòng trồng ở đây. Thì mình sẽ đi vô trong chỗ này ha. Đây là cái ram lớn. Rồi bây giờ đây đứng đây chờ thời thôi, khi nào mà có cái đàn cá đối mà nó đi ngang qua thì mình sẽ quăng chài. Mùa này thì nó vô, nhưng mà nó vô thực sự nó chưa có là chín mùa chín rộ lắm. Khi mà cái mùa rộ nó vô đặt nước là coi như quăng lúc nào cũng có hết đó. Đấy, thấy rồi. Đấy, con xuống đấy, thì bây giờ kéo thôi. Cái mùa nó vô rộ quăng một chài là coi như là đầy ngắt á, nhưng mà có cái là kỳ này thì nó không có dày đặc lắm. Đấy, có được một mớ. Rồi, vậy là đi câu thôi. Rồi bây giờ ra tới chỗ câu rồi đây. Bây giờ mình đã mắc mồi cho những cái cành rồi. Bây giờ ngồi chờ thời thôi. Cái chỗ này thì đến mùa cá snook là cá rất là nhiều đó. Nó ra nó ăn mấy con cá đối đó. Xem ra là bây giờ mình ra mình rình nó đây. Dính được một con cá snook rồi, nhưng mà nó ăn nhanh quá rồi không có trở tay kịp. Bây giờ là chỉ có thâu lại được cái lúc mà nó kéo nó lên thôi, chứ còn cái lúc mà nó ăn thì không, nó ăn nhanh lắm lại. Slot sai. Snook. Đấy, đã bắt được em rồi. Đúng sai luôn. Em này là em cá red red drum. Mùa này nó không cho lấy ha. Thì cái này nó ăn thì mình câu mình chơi thôi, chứ còn nó không lấy được. Thường thường khi mà mùa nó mở thì nó cho lấy một con, nhưng mà mùa này thì nó đóng hoàn toàn rồi. Con này bực lắm lắm. Big boy. Very big boy. Đây, bây giờ dính được em cá đuối. Cá đuối này mà ai mà nấu canh chua là ngon lắm đây, nhưng mà mình không ăn, đâm ra là mình cũng thả luôn. Chắc. Rồi bây giờ đến một em cá mập tới phá rồi, xong câu em lên luôn rồi sẽ thả em luôn. Rồi hôm nay như vậy là mình xin kết thúc buổi đi câu ngày hôm nay. Hôm nay cá thì cũng không có nhiều lắm, nhưng mà cũng được một em snook.
Còn mấy cái kia thì không có lấy, chỉ có được em snook thôi ha. Đó, thì đây là anh cảnh sát đang đứng canh gì đây không biết, nhưng mà anh đang đứng anh dòm đây. Thôi vậy là hôm nay kết thúc, mình đi vô ha. Rồi mình hôm nay mình đi câu đã về đến nhà, và mình cũng quên chia sẻ với các bạn là cái loại cần câu mà mình câu cá snook ngày hôm nay. Thì cái cần câu mình dùng cái loại, cái hiệu của nó là Senkoi ha, hiệu Senkoi Chum. Thì cái loại cần này á, là cái độ dài của nó là dài 7 feet. Rồi heavy power, và cái action của nó là fast ha, fast action. Rồi cái dây á, thì mình dùng cái dây Nomad 40 phao, dây dây dù ha. Và cái ổ câu á, thì hôm nay mình dùng cái loại Saragossa SW6000 HG. Cái loại này rất là tốt, và nó có cái rác nó kêu nghe rất là đã tai này các bạn đó ha. Khi mà cá nó ăn nó kêu rất là đã đó. Thì cái loại cần này nó có thể bắt được tất cả các loại cá mà gần bờ ha. Rất là chất lượng đó là cái ổ này. Đây là nguyên cái combo của mình câu, thường mình câu inshore là mình câu cái combo này ha. Đó là cái cần là 7 feet, ổ là 6000, và dây cước cái dây dù là 40 pound thép. Rồi mình cái ở phía đầu thì mình bỏ một cục chì, chì này mình nghĩ nửa ao quá. Rồi cái dây leader là cũng khoảng 40 luôn, và cái lưới câu là circle hook, cái loại tròn ha. Đó, circle hook loại nhỏ, mình cái số này hình như là số 2 thì phải. Cái lưỡi câu là số 2. Đó thì toàn bộ cái cần câu mà mình đi câu ngày hôm nay là nó là cái cần này đó ha. Rồi mình muốn chia sẻ để các bạn nắm rõ thôi. Rồi cảm ơn các bạn.